Hôm nay em chỉ cho các anh chị cách nấu thuốc mà em đang dùng để tăng sức đề kháng, giảm đau nhức và làm mắt sáng. Thuốc này có tất cả là 5 nhân liệu chính, đó là 2 củ hành tây tím, lột bỏ vỏ và cắt nhỏ, 1 củ tỏi bỏ vỏ và đập dẹp, 1 củ gừng rửa sạch và sắc nhỏ, 2 muỗng canh bột nghệ, 1 muỗng canh bột quế và cuối cùng là 1 lít nước. Bây giờ để em chỉ cho anh chị cách làm. Trước hết là mình đun cho cái nồi nó nóng lên, xong rồi bỏ hành, tỏi và gừng vào. Mình xào bao giờ mà mình thấy mùi thơm và bốc khói lên, mình đổ 1 lít nước vào nồi. Đun cho nồi nước nó sôi lên. Khi nồi nước bắt đầu sôi, mình hạ lửa và hầm 30 phút. Sau 30 phút, mình bỏ 2 muỗng canh bột nghệ và 1 muỗng canh quế vào nồi. Mình quậy cho bột nghệ và bột quế tan ra. Xong rồi hầm thêm 5 phút nữa. Vậy là mình đã nấu xong một nồi thuốc rồi đó. Mình tắt lửa và chờ cho nồi nước nó nguội. Sau khi nồi nước đã nguội, mình dùng cái lọc, lọc chỉ lấy nước thôi. Lọc xong á, em cho nó vào một cái chai đẹp đẹp như thế này. Thuốc này không có chất bảo quản cho nên mình nên cất vào tủ lạnh. Anh chỉ cứ mỗi buổi sáng trước khi ăn uống gì hết, uống cho em một shot cỡ chừng 3 muỗng canh. Xong rồi uống một ly nước ấm nhỏ nhỏ để rửa miệng. Chúc tất cả các anh chị thành công nha, hẹn gặp lại.